Người công giáo Hàn Quốc phản đối phim truyền hình chế nhạo hôn nhân Kitô tô giáo Người công giáo Hàn Quốc phản đối chương trình truyền hình được phát sóng gần đây vì đã chế nhạo hôn nhân Kitô tô giáo và các giá trị của hôn nhân. Chương trình truyền hình mang tên Hành Hương được đài truyền hình MBC phát sóng vào thứ ba hàng tuần từ ngày 31 tháng 10 đến giữa tháng 12 năm ngoái, mô tả kinh nghiệm và cuộc sống hàng ngày của các tôn giáo. Một trong những tập đã được phát người dẫn chương trình đặt câu hỏi với một linh mục công giáo về giáo huấn Kitô giáo đối với tình dục và hôn nhân. Tại sao Kitô giáo theo đuổi sự khiết tịnh trước hôn nhân? Sau đó người này đã có những lời mỉa mai đối với một số quy tắc của giáo dục công giáo về chủ đề tình dục. Cha bác Eun Ho, giám đốc Viện Đạo Đức Sinh Học Công Giáo lưu ý nội dung của chương trình có một số lỗi và mâu thuẫn với giáo lý của giáo hội về sự sống con người bắt đầu từ khi được thụ thai, thiên Chúa tạo dựng con người cả nam lẫn nữ, giáo hội coi quan hệ tình dục như một hành động diễn tả tình yêu và sự hiệp nhất vợ chồng. Qua đó hai người phối ngẫu hoàn toàn hiến thân cho nhau. Ngoài ra chương trình còn làm cho các Kitô hữu lo ngại vì chỉ ra một đại diện các giáo sĩ Kitô có ý định thử nghiệm các yếu tố liên quan đến phàm tục. Có người cho rằng chương trình gây sự thất vọng vì dường như muốn làm suy yếu niềm tin tưởng vào tôn giáo bằng cách theo đuổi một mục tiêu trái với chương trình do thiếu hiểu biết về giáo lý các tôn giáo. Vì thế cần phải chú ý đến các chương trình, trong đó tôn giáo phải hy sinh nhằm đạt được mục đích duy nhất là giải trí. Điều này sẽ gây sự lầm lẫn cho cả người tin lẫn chưa tin. Trước sự chế nhạo này, Đức cha Job Koyobi Giám mục phụ tá của Seoul đã kêu gọi người công giáo Hàn Quốc học hỏi gương tốt lành của một giám mục thừa sai người Pháp đi đầu trong hoạt động loan báo tin mừng hiện đang trong tiến trình phong thánh. Đó là Đức Cha Barthélemy Bruyère. Đức Cha nói điều này trong một hội nghị Cuộc sống Đức Cha Bruyère và bối cảnh truyền giáo ở Hàn Quốc. Giám mục phụ tá Seoul khuyến khích đào tạo các giáo sĩ tương lai trong nước theo cuộc sống và gương mẫu của đức cha Brugier, thành viên của hội thừa Saipari và là đại diện tôn tòa đầu tiên của Hàn Quốc.